khu này công nhận là đẹp thiệt luôn đó mọi người. Nhìn hấp dẫn không mọi người ơi? Đây là sườn heo nướng. Đây, mẹ và bé. Bích mua được cái sườn heo rất là ngon mọi người ạ. Hai vợ chồng Bích ít khi ăn thịt heo, thế nên là bữa nay nhìn thấy cái sườn heo khá là chất lượng, Bích phải mua về liền. Hôm nay thì Bích sẽ đem đi tẩm ướp để làm món cơm tấm mọi người ạ. Cơm tấm sườn heo. Cái mùi nước sốt rất là thơm mọi người ạ. Bích sẽ đem thịt cái sườn heo này đi để tẩm ướp này với cả nước sốt. Ngoài ra thì Bích sẽ cho thêm một ít sả vào nữa mọi người ạ, cho nó thơm á. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã tới với kênh Bích Vlog Cuộc Sống Mỹ. Lịch ngày hôm nay của Bích thì hơi bị kín một chút xíu. Sáng nay thì Bích sẽ đi chơi cùng với cả người bạn thân Billy. Thì 3 tháng vừa rồi, từ tháng 1 đến tháng 3 là coi như là Bích lặn ngụp trong công việc luôn, không có liên hệ với cả bạn bè gì hết á. Bây giờ thì kiểm toán xong rồi này, báo cáo tài chính xong, thế nên là Bích bắt đầu liên lạc lại với cả bạn bè của mình, hẹn mọi người đi ra ngoài ăn để xem tình hình của mọi người dạo này như thế nào rồi. Tuần trước thì Bích có đi ăn cùng với cả chị Thơ, Bích cũng có một cái video ngắn, coi như là rất là ngắn thôi để gọi ghi lại kỷ niệm. Nó chỉ Bích post ở cái short video á, chứ không phải không làm thành một cái video dài. Còn ngày hôm nay thì Bích sẽ đi chơi cùng với cả bạn của Bích, Billy. Bởi vì Bích sẽ làm video dài đơn giản là bởi vì hai đứa ngày hôm nay sẽ đi ngắm hoa anh đào nở mọi người ạ. Hiện tại tầm tháng 4, tháng 4 ở chỗ Bích thì bắt đầu các loại hoa mùa xuân nó nở rồi, rất là đẹp á. Thế nên là hai đứa sẽ đi ăn sau đó đi chơi. Bây giờ thì bây giờ Bích đang ngồi đợi Billy. Chắc tầm khoảng 5 phút nữa thì Billy đến để đón Bích á. Rất là may không phải lái xe mọi người ạ. Bình thường nhá, đi chơi với ai chăng nữa thì mọi người cũng nhờ Bích là đến chở. Chỉ riêng đi chơi với Billy thì may ra là có Billy chở thôi. Sao nữa nhở? Và một lúc nữa sau khi đi về thì hai vợ chồng Bích còn phải đi tới một nơi hết sức là đặc biệt. Để một lúc khi nào rồi? Có lẽ là khi nào đi chơi về thì Bích sẽ tiết lộ với mọi người là hai vợ chồng Bích tối nay là sẽ phải đi đâu nữa nha. Here we go, đây là người bạn thân của Bích đây mọi người ơi. Hôm nay đi, trời ơi, nhìn này, từ chân lên trên đến đầu toàn là đồ hiệu không à. She is too nice. Why I'm too nice? So, are you telling everybody the truth? Look at your bed. Saying all these kind things to me. Oh, you always look very nice. Always dress up for everything. Đi ăn mọi người ạ. Tình hình là bây giờ mấy giờ rồi? Chắc là cũng phải đến 1 giờ chiều rồi mà vẫn chưa ăn uống gì cả, cả hai đúng không? Wait, do they know? Do you know
Do they know where we are going after this? After this? Uh-huh. Oh, not yet. Oh, no, okay. It's gonna be a surprise. I see. Cái chỗ này là cái cửa tiệm cũng nhỏ nhỏ, mọi người mới mở. They have ice, matcha, bubble tea, look really good. Oh, they have bánh mì too. So they get the ramen? Maybe not. I'm sorry, I'm on diet. Oh, I lost a lot of weight. Listen. I could tell. Oh, you could tell? Oh, yeah. Thank goodness. I'm gonna get the katsu chicken. Katsu? Okay. Đây là món Japanese pancake. Yeah. Ngày hôm nay thì Big Piccadilly ăn nhẹ nhàng như thôi để có đi chơi. Đứa nào có dụng cụ. Món này ăn ngon ghê lắm mọi người. Và rất là healthy, bởi vì có rất là nhiều rau, rau cải. Mình order một cái cùng với các hải sản tôm á. Where are we going to? We are going to see the cherry blossom. Cherry blossom? Yeah. And where are we at right now? The Cleveland Art Museum. This is so beautiful here. I feel like we are a piece of art here too. Yeah. We are a piece of art. Masterpieces. Yes. Weigh like 112 pounds. Ready? Okay, I'm ready. Và cái cây hoa này nhìn đẹp ghê lắm đó mọi người. Đây chỉ là một cây thôi á. Wow, I think it would be okay if we go over there. Yeah. Wow, that's nice. Yeah, sure. Why not? Ở đây họ tạo được nhiều những cái khu mà để chụp ảnh các thứ đó, mọi người. Mùa hè khi mà hoa nó bắt đầu nở ở đây này, ra đây chụp rất là đẹp. Bây giờ thì hơi bị khô héo một chút. Giờ chuẩn bị xuống dưới cái hồ kia. Ở dưới hồ, xung quanh hồ thì họ trồng rất là nhiều cái cây cherry blossom. Do you want to continue to walk? Ask. Do you want to continue to go? Oh yeah. Go down here? Or I don't know, it's up to you. Oh yeah. Khu này công nhận là đẹp thiệt luôn mọi người. Sáng nay Bích có rủ Jason là có muốn đi cùng Bích và Billy không? Tình hình Jason vừa mới nghe thấy chữ là đi ngắm hoa một cái là từ chối thẳng. Không thèm đi luôn. Because he would be obligated to dress up kind of pretty. Yes. We love to dress up nicely. Exactly. But Jason just love his workout clothes. Really, I think this spot is really nice. Maybe just stand there. I can give you a picture. Take a picture for you. Are you using your phone? Yes. Khu này thì họ trưng bày rất là nhiều những cái gọi là cái gì nhỉ?
What is this called? Armor? Armor? Like medieval? Oh, medieval, yes. Yeah. Thời các chiến sĩ, các đồ bảo vệ thời Trung Cổ. Thiệt như là một bức ảnh chụp luôn á. Đẹp ghê luôn. David Johnson là tác giả. Cái khu này có như là bức bức tranh vẽ khung cảnh như thế này. Như bức tranh này được không? Họ tả cảnh rất là thật luôn á. Bức tranh này cũng thế này. Cái màu sắc của bầu trời rất là chân thực. Thực sự là mình không biết gì về nghệ thuật, nhưng mà với một con mắt nhìn của người thông thường thì cảm thấy nó kiểu rất là quyền bí á. Cái màu trời người ta đã tạo được rất là đẹp. Wow, Billy, even this picture. To the beach. It's just like I'm really impressed the way they paint the sky, the color of it. Cái này là một bầu trời với các cảnh biển với đêm. It's so pretty. Cái khu phòng này thì là American Art. Xin chào mọi người. Vậy là Big đã đi về tới nhà. Ngày hôm nay thì hai đứa bọn Big với cả Billy thì chỉ có đi dạo chơi một chút xíu thôi, sau đó vào đi loanh quanh bên trong viện bảo tàng á. Thực sự nếu như mà Big mà là một người am hiểu về nghệ thuật thì chắc chắn là Big sẽ quay lâu hơn, và ngoài ra thì cũng sẽ kể cho mọi người nghe về lịch sử của một số những cái bức tranh nổi tiếng á. Tuy nhiên là tình hình là Big cũng không có kiến thức về nghệ thuật, thế nên là cũng chỉ gọi là quay qua sơ sơ để cho mọi người được biết tới một số những cái tác phẩm mà Big cảm thấy rất ấn tượng thôi á. Thì thực ra là tối ngày hôm nay thì hai vợ chồng Big cũng phải đi có việc nữa, thế nên là Big cũng phải kêu với cả Billy là thôi về sớm, nên Big còn đi có việc á. Ngày hôm nay, bữa tối ngày hôm nay thì Big sẽ làm một món hết sức là đơn giản thôi. Sáng nay thì Big đã ướp sườn heo rồi, thì Big sẽ làm món cơm tấm sườn nướng không có chả mọi người ạ, bởi vì món chả thì Jason không khoái ăn cho lắm á, sợ là làm thì rồi cuối cùng lại có mỗi mình Big ăn không à. Bây giờ Big cũng đang kiểu giảm cân đó mọi người, sợ béo, thế nên là cũng không muốn một mình kiểu như là phải giải quyết cái đống đồ ăn thừa. Nói là cơm tấm nhưng mà thực ra thì Big sẽ nấu gạo lứt mọi người ạ. Đây, Big đã chuẩn bị một nồi cơm rồi. Bây giờ thì Big sẽ đi nướng thịt sườn. Đi nướng thịt sườn sẽ rất là nhanh thôi, bữa tối ngày hôm nay rất là nhanh và đơn giản.
sẵn không mọi người ơi? Đây là sườn heo nướng. Vi đã chuẩn bị thêm một bát nước mắm để ăn cùng với cả sườn nướng, cơm tấm sườn nướng, thực ra là cơm lứt sườn nướng. Rồi hai vợ chồng Bích mới ăn lại món sườn heo nướng này. Thực ra là cơm tấm, đáng lẽ ra phải sử dụng cơm tấm nhưng mà hôm nay thì Bích sử dụng gạo lứt thôi. Bởi vì hai vợ chồng Bích vẫn hay ăn gạo lứt. Cũng hơi bị, cả hai đều bị sợ béo, thế nên là hay ăn gạo lứt. What you doing there? How is that? It's good. It's good. The sauce is good with the egg. Mm-hmm. Oh, be careful. You don't want people to be everywhere. Đây mọi người ơi, miếng thịt vẫn còn rất là, kiểu như nó không bị khô á, vẫn còn rất là mềm. Not too dry thôi. Bởi vì biết chọn cái miếng sườn heo nó rất là dày á, thế nên là với cả cái kiểu nướng ở trong oven mà Big Cover dùng cái tin foil để che á, thì nó sẽ đỡ bị khô, thì đỡ bị khô hơn á. Mời mọi người. Rất là ngon luôn á. The sauce pretty good, baby. Like the sauce marinade. Pork. Thơm lắm mọi người ạ. Thơm và ngon. Thì hôm nay là vợ chồng Bích phải ăn nhanh nhanh một chút xíu, bởi vì tối nay là còn đi có công việc. Thì thực ra là thế này, chị dâu Bích chuẩn bị, à không phải chuẩn bị nữa mà là đã sinh mọi người ạ. Chị sinh ngày hôm qua, tối muộn ngày hôm qua. Thì hôm nay là hai vợ chồng Bích sẽ qua bệnh viện để thăm chị và cháu. Thì tối qua chị đã gửi ảnh cho hai vợ chồng Bích rồi. Em bé khoe rất là khỏe mạnh. Do you remember like how big is Jessica baby? 9 pounds? Eight pounds, four ounces. Nói chung là cũng bé và cũng to đấy mọi người ơi. Thế nên là hôm nay thì tối nay hai vợ chồng Bích qua bệnh viện để thăm xem là mẹ và bé thế nào rồi. Nhưng mà thấy mẹ chồng Bích kêu là chị khỏe, bé cũng khỏe, thì tối nay hai vợ chồng Bích mang quà tới cho chị. Bây giờ thì ăn nhanh gọn thôi, thế nên là Bích tạm thời là không có quay nhiều ăn uống để cho đấy, mọi người có thể thấy là Jason đang vội để còn đi á. Bởi vì bệnh viện họ chỉ cho thăm đến 9 giờ tối thôi, thế nên hai vợ chồng Bích phải tranh thủ á. Bây giờ Bích sẽ chuẩn bị đồ để mang qua bệnh viện cho chị Jessica. Trời ơi, cái chocolate mousse egg này nhìn rất là hấp dẫn mọi người ạ. Bích thấy bạn đồng nghiệp của Bích cũng khen là rất là ngon á. Thế nên là hôm nay Bích muốn mua. Bỏ mấy cái mát đi. Đây nữa Bích mua thêm một cái hộp chocolate, milk chocolate bar. Thì mấy cái bánh kẹo này thì Bích sẽ để vào trong cái giỏ hoa như thế này. Tiếng ở Mỹ, và ngoài ra thì đây là thương hiệu yêu thích của gia đình Jason á. Tuần nào thì Jason cũng phải đến Crumble Cookie để cúng tiền cho họ.
Oh yeah, I know. Oh. Oatmeal. Oatmeal. Raspberry. Raspberry. And key lime pie. Key lime pie. I told everybody that every week you have to go there to make sure they have your money. He's bored. But they haven't been as good lately, so maybe not. Yeah, I hope not. And your mom, I don't think she needs more sugar. She said she's done with them. Oh, she says. The price. Yeah. Bởi vì cuối tuần nào thì Jason cũng mua cookies ở cái hãng Crumble Cookie này á mọi người. Coi như là chia hai mẹ con, mẹ Jason và Jason chia nhau. Nhưng mà dạo này mấy khi hình như tuần này á người ta mới tăng giá của cái giá cookies á, thế nên là hai mẹ con quyết định là từ bỏ, không còn cúng tiền cho cái chỗ đấy nữa. Ok, bây giờ thì Bích đi vào bệnh chuẩn bị tới chỗ bệnh viện rồi. Let me see the cookies. You kind of smashed. You smashed them. No, I didn't. You did. This is cheesecake, right? Lemon cheesecake. No, it's the one we got in Florida. What's it called? Yeah. The key lime pie. Oh, key lime pie. Uncle Tom, we love it. It looks like cheesecake. Pretty good. You spent half the price for the cheesecake at Costco. That's what you got. Yeah, that's true. Hey, mẹ và bé. Jason thì chuyên nghiệp của Jason là đã bế 10 bé trước đây, thế nên là bây giờ rất là chuyên nghiệp. Yeah, I think you see getting really comfortable with Jason. Yeah. You have a lot of experience there. Yeah. Huh. I tried to feed her real good before. She's yawning. Yeah, that's what the dogs do. They get in and like. He seems comfy enough. Let me just. The dog loves Jason. Yeah. They don't like me pet them, but love Jason petting them. Yeah. But she, her eyes are. They might be stay light. They're like lighter. She's staring at me now. Mm-hmm. Just one eye staring at me. I don't know. She likes you. She's looking at you like Popeye. And she might, because I did just nurse her, so. Babe, if we have kids, I know who have to take care of the kids. I'm not going to get better at it. Yes, I should let are. Jason. Yes, I don't know, I'm just going to let Jason do it. So you don't have to do it. I'm not good at it. It all kicks. You know, it's a lot easier when it's your own too. It's like, I mean, I don't feel like I have to be as gentle with her. Like I feel like if I hold someone else's baby, I gotta be like different with them. When it's your own, it feels different. Okay. Oh, I don't think you'll be as nervous. She look very playful with you, babe. She's up now. I feel like she doesn't feel happy. How come? Just making weird noises. Does she need to eat? No, I just oh, you just feed her? She could have a burp or she could just be like, maybe have to poop. Maybe stop. Don't stop rocking the chair. You're right. No, seriously, I even feel like nausea. Maybe they like it. What? They like it. Maybe. Yeah. She's not crying. Oh, see his voice? Is he falling asleep now? Yeah. Return. Being a fuss, but. Giờ thăm ở bệnh viện thì đến 9 giờ là hết. Tuy nhiên là ngồi nói chuyện gọi là cũng không để ý thời gian á. Cho dù là ngồi đến, hình như là hai vợ chồng Bích ngồi đến tận gần 10 giờ á, mới về á, nhưng mà cũng không thấy ai nói năng gì cả.
Hầu như lần nào sinh thì chị Jessica cũng chỉ ở bệnh viện 3 ngày. Ngày đầu tiên là ngày đẻ này, sau đó thì ngày hôm sau nữa thì ra khỏi viện, phải là 3 ngày. Thường thì mẹ chồng Bích sẽ đi vào viện cùng với cả chị. Buổi chiều ngày hôm nay thì mấy bé nhà chị, bạn trai với cả mấy bé nhà chị Jessica là cũng vào thăm mẹ rồi. Hai vợ chồng Bích vào cũng hơi muộn á, thế nên là cũng lỡ mất dịp gặp mấy bé, chứ không nếu như mà hai vợ chồng Bích đến sớm hơn một chút xíu là coi như là cái căn phòng này là đầy, coi như là chật kín luôn. Thì như mọi người cũng đã biết, chị dâu Bích là có tổng cộng 11 bé. Bé này là bé thứ 11, thế nên là mỗi lần mà tập trung đông đủ là rất là đông, coi như là y chang như một cái party vậy. Nhắc đến cái chuyện party, Bích mình nhớ ở bệnh viện chỗ chị Jessica nằm á, là họ có mở pizza party mọi người ạ. Tức là bữa tiệc pizza dành cho người thân của sản phụ đi đẻ á. Thấy Bích thấy là chị dâu Bích cũng kêu là người ta đưa cho chị dâu Bích 2 hộp bánh pizza để cho các bé nhà chị có thể ăn khi mà tới thăm mẹ. À mà còn một việc nữa Bích muốn chia sẻ với mọi người. Khi mà chị dâu Bích đi đẻ như thế này á, thì ở bên nhà thờ nơi mà chị dâu Bích đi lễ á, họ kiểu như là chị dâu Bích là nằm trong một cái nhóm gọi là woman group á, dành cho phụ nữ, nhóm dành cho phụ nữ. Thì khi mà chị đi đẻ như thế này thì bên nhà thờ sẽ mang đồ ăn tới cho gia đình, coi như là họ sẽ mang đồ ăn tới trong vòng 2 tuần sau khi mà chị Jessica đẻ. Thì hầu như là lần nào mà chị đi đẻ thì họ cũng làm như vậy á. Thực sự là những cái việc làm như thế nó rất là ý nghĩa mọi người. Năm ngoái thì hai vợ chồng Bích cũng order pizza, coi như là sau khi chị về từ viện về á, thì hai vợ chồng Bích cũng order pizza tới. Bởi vì hai vợ chồng Bích cũng để ý là cứ mỗi lần đi về, đẻ xong rồi đi về á, chị cũng rất là bị stress á. Bởi vì nó không giống như là lần đầu tiên sinh con đi về là có thể gọi là chỉ có như tập trung năng lượng để chăm con thôi, chăm một đứa thôi á. Còn đối với chị thì đi về một cái là ngay lập tức là phải quay trở về những cái công việc bình thường hàng ngày á. Video của ngày hôm nay thì chắc cũng đã dài, thế nên là Bích xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều khi luôn luôn quan tâm và theo dõi những video của gia đình Bích. Bích xin hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. See you next time. Bye.